Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lach Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 100 của bộ truyện tiên nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của lát Tập này được mang tên là Hành Trình Một Mình Thì um, Lach sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã rời khỏi Chu Thức Tinh rồi Hắn cùng với Tư Đồ Nam hai người rời khỏi thì um, hát đi một đoạn đến cái nguyệt um, tinh gì đó um, thu hồi lấy cái bản tung rồi sau đó bản tung và cái phân thân dung nhập với nhau sau đó um, hắn và tư đồ nam đến cái một cái hành tinh đó là giao dịch tinh um, thì đến đây uh, chủ ý đến đây là vương lâm muốn mua một số cái đồ vật để có thể phục hồi phục chế lại cái tinh la bằng diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người

phường thị tự do ở phía tây thành rất lớn người mua kẻ bán tấp nập lý đan nam không hổ danh sống ở đây từ nhỏ gã dẫn vương lâm đi thẳng một mạch vào trong phường thị trên mặt đất chỗ nào cũng là cửa hàng của tu sĩ trong phường thị ngoài các loại pháp bảo pháp khí đan dược bí tịch cái gì cũng có thậm chí ở đây còn quảng cáo một số thượng cổ pháp khí những vật có hình thù quái dị nên thu hút được rất nhiều ánh mắt tu sĩ khi đi qua từng gian hàng, Lý Đăng Nam nói rất cặn kẽ với Vương Lâm những chuyện có liên quan đến phường thị tự do. Lý Đăng Nam không biết có vội vàng hay không, nhưng mà lời nói lại rất dí dỏm. Gã nói xong vài câu, lại giới thiệu cho Vương Lâm rõ ràng. Tiền bối nè, ngài thấy tên tu sĩ đậu láng kia không vậy? Vài năm hắn mới đến đây một lần, mà những thứ mà hắn bán ra đều là đồ quý hiếm á. Nè nè tiền bối, người mặc cái áo bầu đen trắng kia đến đây chưa lâu, nhưng mà những vật bán ra đều là hạng thứ phẩm nha hắn đã lừa được rất nhiều người không biết nhịn hàng á trước đây vài ngày ta còn thấy có người truy sát hắn nữa không ngờ hôm nay vẫn còn thấy ngồi bán ở đây á có lẽ người truy sát hắn không phải là thất bại thì cũng đã chết rồi vương lâm cũng đảo mắt nhìn theo lời nói của lý đăng nam một lúc sau lý đăng nam dừng chân ở một cửa hàng lớn bên hung phường thị gã ôm um quyền nhìn người chủ hàng rồi nói trương tiền bối nè còn nhớ tại hạ không vậy người chủ hàng kia là một lão già mặt đỏ Ông ta liếc mắt nhìn Lý Đăng Nam khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói Hơ tiểu hoạt đồ, người trung ý món bảo bối nào của lão phu rồi hả? Lão già nói xong thì liếc mắt nhìn Vương Lâm, nhưng ánh mắt của ông ta lập tức trở nên ngưng trọng, đồng tử khẽ coi rút lại. Với tù vi của lão chỉ liếc mắt qua để nhìn thấy Vương Lâm không tầm thường, lão vội vàng đứng dậy rồi cung kính, nói ừ, tiền bối, giảng bối là trường hóa lâm Không biết tiền bối muốn mua vật gì vậy một thịt Vương Lâm nhìn lão già mặt đỏ rồi trầm giọng nói Lão già mặt đỏ ngẩng người ra Nói Giật đó rất là xa xỉ Giảng bối cũng chỉ bán dùm cho bạn bè mà thôi Trước khi đi hắn nói thứ này không được trả giá Không được trao đổi Chỉ bán bằng năm khối cực phẩm linh thạch thôi Lý Đăng Nam cười khổ Nói Năm khối cực phẩm linh thạch giá này quá cao Cực phẩm linh thạch ở ngoại trừ thất cấp tiêu dân quốc từ lục cấp tu chân quốc trở xuống có thể nói là thứ hiếm Mà ở thức cấp tu chân quốc vật này cũng là một loại tài liệu có hiệu quả tốt nữa Vì vậy mà người ta sẽ không bỏ được cái giá đó để mua thứ này Lấu già mặt đỏ thử dài nói Ừ, này là chậu quá cao Chỉ vì tên bằng hữu kêu quá ngang ngược Không chịu hạ xuống Tại hạ cũng đành chịu ở tiền bối nè, ngài xem nè Vương Lâm hơi trầm ngâm Nói lấy ra cho ta xem thử đi. Lão già mặt đỏ có chút do dự, lão vỗ vào túi trữ vật, trên tay lập tức xuất hiện một tảng đá màu xanh. Hòn đá này chỉ bằng gan bàn tay. Trên mặt có rất nhiều đường vân giống như những vết nứt, nhìn qua giống như có một thân cây đang sống ở trong đó. Trên tảng đá có một vầng sáng khá mỏng bao phủ bên ngoài. Đó là một loại pháp thuật bắt buộc phải học để buôn bán ở chỗ này. Nó tên là khúng phong chú. Sau khi thi triển, có thể để phòng ngừa người mua dùng sức cướp vật phẩm Trừ khi tu vi của đối phương cao hơn người làm phép quá nhiều, bạn không muốn trừ bỏ pháp thuật này phải cần hơn 10 lần hít thở. Nhưng 10 tức đó cũng đủ để thu hồi vật phẩm rồi. Vương Lâm vung tay phải lên, vật kia lập tức bay khỏi tay của lão giả mặt đỏ vào tay Vương Lâm. Vòng sáng mỏng không có bất kỳ phản ứng nào, nó lóe lên rồi bị phá bỏ. Mặt của lão giả biến sắc rồi âm thầm hít vào một hơi thật sâu. Lão đã biết người thanh niên trước mặt này tu vi rất cao, nhưng không nghĩ tới vẫn còn đánh giá quá thấp tu vi của người này ít nhất cũng phải là anh biến kỳ. Vương Lâm lấy khung một thạch ra cẩn thận quan sát vài lần. Sau khi hắn xác định đúng là vật cần mua thì vung tay lên thu hồi vào túi trữ vật. Tiền bối Sắc mặt của lão già mặt đỏ trở nên khó coi. Không đợi lão nói xong, năm khối linh thạch hình thôi tỏa ra bạch quang đã hiện ra rồi bay lơ lửng trước mặt. Lão già mặt đỏ liếc qua đã nhận ra đây chính là cực phẩm linh thạch. Lão vội vàng thu hồi rồi cẩn thận nhìn khắp bốn phía thấy không có mấy người chú ý mới thử phào nhẹ nhõm khi lão nhìn lại thì chỉ thấy được cái bóng lưng vương lâm đang khuất xa trong đám người lão già mặt đó do dự nửa ngày sau đó lập tức thu dọn cái quầy hàng rồi nhanh chóng rời khỏi minh Hùng thành lão biết mình mang ngọc mắt tội năm khối cực phẩm linh thạch đã đủ cho đám tu sĩ hóa thần chạy đến truy sát mình từ trước đến nay lão cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bán được khung một thạch khi vương lâm đi ra khỏi phường thị ánh mắt lại đảo ra phía sau vẻ mặt vẫn bình tĩnh vừa rồi khi mua khung một thạch hắn lập tức cảm thấy có ba luồng ánh mắt như thi chớp nhìn lại lý đăng Nam, vương lâm bình thản nói tiền bối có dẫn bối lý đăng Nam vội vàng bước lên phía trước rồi cung kính nói bộ dạng của gã trở nên cung kính hơn lúc trước rất nhiều khi vương lâm cầm lấy khung một thạch làm cho nội tâm của gã chấn động từ lúc đó rồi mua bán ở đây nếu là bảo vật quan trọng sẽ dẫn đến ánh mắt của bọn trộm cướp nếu đã như vậy thì tại sao ở đây vẫn còn tấp nập vậy? Vương Lâm hỏi Lý Đăng Nam mới vội vàng trả lời: Dạ tiền bói còn có điều chưa biết á, người mua bán ở trong phường thị đều là những tu sĩ đại thần thông mà cũng không phải chỉ đi đến đây một mình nên sẽ không sợ kẻ khác để ý, còn những người mà lo lắng chuyện này sẽ tìm đến bán ở những cái cửa hàng lớn có uy tín, sau khi bán xong hàng tiền giàu đến tay sẽ tránh được một số phiền phức không cần thiết. Thậm chí còn có thể đến chỗ thành chủ bỏ linh thạch ra Thuê dạy tu sĩ bảo vệ Nhưng mà từ trước đến nay Những người thấy lợi tối mắt vẫn còn nhiều lắm Cho nên khi giao dịch thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm Tất cả đều phải xem số mệnh thôi Vương Lâm cười Lần đầu đến đây nên hắn có chút bỡ ngỡ Nhưng mà những chuyện thế này cũng biết rất rõ Ngày xưa ở Tu Ma Hải Không phải chỉ vì hắn là người thủ hộ đang lưu Mà bị người ta truy sát cướp đoạt hay sao Nơi đây có mặt tuyết dịch không vậy Vương Lâm nhìn lên bầu trời rồi hỏi Mặt tuyết dịch hả? Lý Đăng Nam suy nghĩ một hồi lâu Gã hình như chưa từng nghe qua cái vật này Đành phải cười khổ rồi nói à, Tiền bối Giảng bối không biết rồi Sau khi nói xong Mắt của Lý Đăng Nam lại đột nhiên sáng lên Nói Tiền bối tuy ta không biết mặt tuyết dịch là cái vật gì Nhưng mà cửa hàng thương thức trong Minh Tư Thành đó, Tự xưng là có tất cả mọi vật Có lẽ sẽ có thứ này á. Nói rõ ràng cho ta nghe một chút xem Vương Lâm thu hồi ánh mắt Hắn bình thản nói Thưởng thức là cửa hàng lớn nhất trong Minh Tư Thành Nghe nói sau khi được sự ủng hộ của Thất cấp Thu Trung Quốc Thì có rất nhiều cửa hàng của nó mọc lên trên giao dịch tinh Hễ là người đến cửa hàng mua bán hay là đổ chát Đều được bảo vệ cho đến khi đi ra ngoài tinh cầu trăm dạng dặm Nếu như người nào có yêu cầu sẽ được đưa trở về tinh cầu sở tại luôn Lý Đăng Nam lập tức nói Vương Lâm sau khi nghe xong thì gật đầu Nói Dẫn đường đi Lý Đăng Nam cảm thấy hưng phấn trong lòng. Gã ở Minh Tư Thành rất nhiều năm mà chỉ đi qua thành Bắc có hai lần. Hơn nữa cũng chẳng thể đi vào cửa hàng mà chỉ dám đứng quanh quẩn ở bên ngoài mà thôi. Chỗ đó chỉ có những tu sĩ đại thần thông mới dám bước vào. Người nào không có nhiều tiền đi vào cũng chẳng mua được bất kỳ vật gì. Dưới sự dẫn đường của Lý Đăng Nam, hai người bay nhanh đến thành Bắc. Vườn lầm liếc mắt đã nhìn thấy chính cửa hàng rộng rãi và cao chót vót, giống như hoàng cung tọa lạc ở nơi đây. Tiền bối tòa nhà ở sâu bên trong Chính là cửa hàng thương thị Đây không phải là chỗ những tu sĩ bình thường Có thể đi vào sẽ có người kiểm tra Không đợi Lý Đăng Nam nói xong Chỉ thấy những cơn sóng màu xanh da trời Đột nhiên xuất hiện trong hư vô Rồi khuếch tán thẳng về phía của Vương Lâm Người đang đến xin dừng bước đi Một giọng nói ngạo nghễ và lạnh lùng Từ trong hư vô truyền ra Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn như thường Hắn khẽ nâng tay phải vỗ nhẹ về phía trước một luồng quái phông lập tức bay thẳng ra rồi nhanh chóng khuất tán về bốn phía cuối cùng trước mặt vương lâm khoảng trăm trượng làm quang lấp lánh rồi hóa thành một người thanh niên mặc đồ màu lam người này vẻ mặt khó chịu ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào vương lâm ánh mắt lý đăng nam chợt lóe lên gã sống ở minh hùng thành nhiều năm tuy chỉ ghé qua thành bắc hai lần và cũng tưởng thấy có người đi ra kiểm tra nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh mới bước vào đã có người trực tiếp phóng ra ngăn cản vẻ mặt vương lâm vẫn bình thường Tu vi của người này tuy không đạt đến anh biến sơ kỳ như hắn, nhưng chỉ còn nửa bước chân là tiến vào anh biến rồi. Gã đang trong quá trình hấp thu tiên ngọc. Tiên lực ở trong cơ thể người này cũng đủ để cho gã tiến lên anh biến, nhưng mà gã cũng đang chuẩn bị giống như Vương Lâm, chọn phương pháp thứ hai. Nếu như một khi có đủ tiên ngọc thì tiến lên anh biến kỳ sẽ rất dễ dàng. Người thanh niên này nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, gã hư lạnh một tiếng rồi nói. không Trong mắt Vương Lâm hàng quan chợt lóe hắn tiến về phía trước một bước sau khi dung hợp cùng bổn tôn rồi cùng với tư độ nam đấu pháp cả tháng kinh nghiệm chiến đấu của vương lâm đã tăng lên rất nhiều đặc biệt là tốc độ của hắn lúc này cơ thể hắn chỉ cần khẽ động với tốc độ rất nhanh gần như chỉ trong nháy mắt vương lâm đã vọt qua khoảng cách trăm trượng hữu quyền đấm thẳng về phía trước một luồng sức mạnh khổng lồ được ngưng tụ trên nắm đấm nắm đấm không tạo ra tiếng gió nhưng mà không gian tĩnh lặng lại xuất hiện một vài vết nước rất nhỏ giống như muốn sụp đổ Mặt người thanh niên biến sắc Gã không nghĩ tới đối phương chỉ là anh biến sơ kỳ Mà một quyền lại có uy lực cỡ này Một quyền này đừng nói là gã Ngay cả những tu sĩ anh biến sơ kỳ đỉnh phong muốn đỡ Cũng phải tốn một luồng tiên lực khổng lồ Nếu vô ý sẽ trọng thương ngay Gã muốn lùi về phía sau Nhưng cơ thể lại bị một sức mạnh khó tin trói buộc lại Khiến cho gã căn bản không thể di chuyển được Chỉ dương mắt nhìn đám đám Đang càng ngày càng lớn ở trước mặt Mồ hôi lạnh từ chớp mũi của gã chảy xuống Nhưng ánh mắt gã lại không chút hoảng loạn gã rõ ràng nhìn thấy tu vi của vương lâm là anh biến kỵ rồi mà gã còn dám nói những lời ngông cuồng vậy thì ở đây chắc chắn sẽ có người tu vi cao hơn có thân phận kinh người dừng tay một giọng nói thản nhiên từ gian hàng thứ ba từ từ truyền ra theo sau còn có một đạo thanh quan nó chẳng qua chỉ là một chén trà nhưng tốc độ lệ cực nhanh trong chén trà ẩn chứa một luồng tiên lực khổng lồ nó vừa xông ra đã phóng thẳng về phía của vương lâm ánh mắt vương lâm chợt lóe tay phải của hắn bấm pháp quyết một đạo tiên lực lập tức ngưng tụ trên đầu ngón tay, rồi lập tức vèo một cái, vẽ ra đường công phóng thẳng đến chén trà. Vương Lâm khẽ hô trong miệng. Trình chuyển Đạo tiên lực từ ngón tay Vương Lâm thoát ra, lập tức ngưng tụ lại rồi nhanh chóng xoay chuyển. Nó trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh, phóng thẳng tới, rồi xuyên qua chén trà. Tốc độ của chén trà lập tức hưởng lại, nhưng sau đó nó lại xoay tròn, rồi tạo thành một đường công bao quanh trước người Vương Lâm ba trượng một tiếng ngạc nhiên từ trong cửa hàng truyền ra. Một quyền như thi chớp của Vương Lâm lập tức rơi vào hư không. Nhưng mà tên thanh niên ngông cuộn sắc mặt lại đỏ hùng một cách khác thường. Gã phun ra một ngậm máu màu nâu, hai mắt trở nên ảm đạm rồi chậm chậm thối lui về phía sau mấy bước. Cơ thể của gã lại rung lên rồi phun ra một ngậm máu tươi. Thân hình gã chấn động liên tục, từng đạo tiên khí bạch sắc từ những lỗ chân lông và trên thức khiếu điên cuồng bay ra. Chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể của gã đã không còn một chút tiên lực nào nữa người người phế tiên cơ của ta sắc mặt người thanh niên không đỏ hồng mà trở nên trắng bạc như người chết một quyền của vương lâm không giết chết được tên kia nhưng lại tiêu hủy tiên cơ mà gã vất vả lắm mới ngưng tụ được điều này chẳng khác gì trực tiếp làm cho tu vi của gã đang ở bên rìa anh biến quay trở về hóa thần kỳ vương lâm thu quyền rồi chắp tay sau lưng hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cửa hàng đã ném ra chén trà pháp thuật tinh chuyển là của tư đồ nam nếu như trước đó ở chu tiết tinh thì Vương Lâm đấu pháp với người khác thì pháp bảo là quan trọng nhất. Còn bây giờ sau khi trải qua một tháng rèn luyện với Tư Độ Nam, hắn đã bắt đầu không còn ý lại vào pháp bảo giống như trước nữa. Đối với tu sĩ đại thần thông chân chính, pháp bảo chỉ là những vật phụ trợ mà thôi. Thần thông pháp thuật mới là đáng sợ. Tuy nhiên, nếu có pháp bảo cực mạnh từ tung giai trở lên thì ngoại lệ. Nghe. Đây là những gì mà Tư Độ Nam từng nói qua với Vương Lâm. Vị huynh đài này bản lĩnh thật cao cường nha Không biết tính danh là gì vậy Một giọng nói bình thản Từ trong cửa hàng truyền ra Một bóng người cao ráo chợt hiện ra theo giọng nói Đây là một người thanh niên Mặc áo bào màu tím Giả mị kiếm mắt sáng Ánh mắt rất thâm thúy Làm cho người khác không thể nhìn thấu được Không gian bốn phía xung quanh nơi mà gã đứng Đột nhiên xuất hiện những con sóng dao động Rõ ràng gã đã đạt đến cảnh giới Phóng ra tiên lực của anh biến trung kỳ đỉnh phong rồi Vương Lâm quét mắt nhìn người này, vẻ mặt của hắn vẫn như thường chậm rãi nói dương lâm dương lâm tại hạ là bạch vi người thanh niên vung tay phải về phía trước một cây quạt lông trắng đột nhiên xuất hiện trong tay nhìn qua cũng có khí chất của một công tử người thanh niên bị một quyền của vương lâm phá hủy tiên cơ đang đứng cách đó không xa vẻ mặt của gã tái nhật tập tễnh đi vài bước đến bên cạnh bạch vi gã nhìn chằm chằm vào vương lâm ác độc nói công tử giết hắn đi bạch vi nhướng mày gã xoay người rồi bình thản nói chỗ này không có phần của người nói lui ra đi tên thanh niên kia ngẩng người gã nhìn bạch vi rồi lại nhìn vương lâm trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ sau đó gã hừ nhẹ một tiếng nhưng không nói thêm lời nào vẻ mặt vương lâm vẫn như thường hắn thấy tên của người kia tuy có chút nữ tính nhưng mà liếc mắt đã nhìn thấy người này là nam chứ không phải là nữ <laughs> dương huynh hạ nhân vô lễ xin huynh đừng trách nha Bạch Mỗ đến từ Thiên Dẫn Tinh, sư môn là Thiên Dẫn tung không biết Dương Huynh là người nơi nào vậy? Bạch Vi nhã nhặn cười, nói, giống như tất cả mọi chuyện không vui trước đó đều tan thành mây khối. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị, nói, Là một người lưu lạc, không có môn phái. Bạch Vi mỉm cười rồi lắc đầu nói, Nếu Dương Huynh đã không muốn nói thì tại Hạ cũng không miễn cưỡng nữa. Nếu Dương Huynh có thời gian rảnh thì đến Thiên Dẫn Tinh một chuyến để tại Hạ tận tình địa chủ nha. Vương Lâm gật đầu rồi tiến tới trước một bước, trực tiếp xuyên qua hai người phóng thẳng về phía trước. Lý Đàn Nam cảm thấy kinh hoàng vội theo sát ở phía sau, sợ tai họa ập xuống đầu mình. Bạch Vi vẫn nhìn theo bóng hình Vương Lâm, trong mắt của gã lộ ra ánh sáng kỳ dị. Gã thu cây quạt trong tay lại rồi đập nhẹ lên tay trái, miệng khẽ nói. Sơn hữu một hề một hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bức tri. Là chú thích nha, thì trong bản dịch này có dịch cái câu vừa rồi là trên núi có cây cây có cành Lòng thiếp yêu chàng chàng biết chăng Tiếp tục Người thanh niên bị phế tiên cơ liếc nhìn Bạch Vi một cái vẻ mặt cũ quái trong ánh mắt lại càng đậm Mãi đến khi hình bóng của Vương Lâm khuất hẳn trong cửa hàng cuối cùng Bạch Vi mới thu hồi ánh mắt lại Gã nhìn sang người hầu ở bên cạnh khẽ cười Nói <cười> Không phải chỉ là tiên cơ thôi sao Khi bản công tử trở về thiên dẫn tin sẽ cho ngươi Đi thôi, ngày mừng thọ một dạng năm của sư tôn lão nhân gia đã tới rồi ta cũng không thể đến muộn được gã nói xong thì đi thẳng vào trong cửa hàng thứ ba ở phía trước vật gã muốn mua không cần quý giá nhưng phải đặc biệt tinh xảo gã đã đi hết tất cả các cửa hàng ở đây chỉ còn lại cửa hàng này là chưa tìm thử những nơi bạch vi đi qua thì ngoại nhân thường thường không được đi vào kiểu cách ngang ngược như vậy truyền cả lên người tôi tớ nên mới có cảnh tượng ngăn cản vương lâm tiến vào bắc thành Vương Lâm bước chân vào cửa hàng thương thị. Đây là một tòa cung điện khổng lồ vô cùng xa hoa. Trong đại điện, đập vào mắt là 99 bức tượng được điêu khắc từ linh thạch. Một luồng linh khí nồng đậm đập thẳng vào trong mặt, khiến cho Lý Đàn Nam trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ở trước mắt này. Từ khi gã được sinh ra cho đến bây giờ, chưa từng thấy luồng linh lực nồng đậm thế này ở bất kỳ địa phương nào. Lý Đàn Nam do dự một chút, gã cắn răng ngồi xuống thủ nạp, mặc kệ Vương Lâm muốn làm gì thì làm vương lâm nhìn một loạt tượng người được sắp xếp chỉnh tệ trước mặt tất cả đều là tượng con gái dịu dàng và xinh đẹp như tiên mỗi bức tượng có một vẻ khác nhau nhưng đều xinh đẹp tuyệt vời trong tay mỗi bức tượng đều cầm một cái hộp gấm bên trên đặt đủ loại linh đan pháp bảo kỳ lạ nói chung là cái gì cũng có lúc này một tiếng cười thanh như chuông bạc từ trong hư vô truyền ra ngay sau đó một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người từ trên cầu thang đi xuống nàng đảo đôi mắt đẹp qua rồi dừng lại trên người vương lâm người phụ nữ này mặc một bộ đồ trắng như tuyết và một chiếc váy dài chấm đứt dưới tà váy có rất nhiều tầng được thiêu những đóa hoa cà độc dược hiện ra rất rõ trên nền trắng mái tóc giống như những sợi tơ mềm mại được thả dài xuống phía sau lưng trên mái tóc có cài ba cái trăm thủy tinh có hai màu tím và trắng mỗi lần bước đi suối tóc lại uốn lượn giống như những con sóng nhấp nhô ba miếng màu tím nhạt mỏng như cánh ve cỡ ngón tay út ở bên dưới mắt trái chốc chốc lại chớp động ánh sáng làm khuôn mặt trở nên xinh đẹp như tranh. Hoan nghênh đạo hữu đến với cửa hàng thương thị. Giọng nói của cô gái ngưng nga và du dương như chim hoàng anh, vẻ đẹp của nàng có thể nói là tuyệt luân. Nhưng ánh mắt của Vương Lâm chỉ đảo qua những miếng dáng mỏng màu tím dưới mắt trái của nàng mà thôi. Với nhãn lực của hắn có thể dễ dàng nhìn thấy những mảnh nhỏ đó là một loại pháp bảo. Ngay cả chính đóa hoa cà độc dược trên quần áo của nàng cũng là một loại pháp bảo hiếm có. Ba cái trầm cài tóc trên đầu nàng chắc chắn cũng là pháp bảo. Trên người cô gái này đều là bảo vật, có thể thấy rõ mức độ xa hoa ở chỗ này như thế nào. Ở đây có mặt thuyết dịch hay không vậy? Ánh mắt Vương Lâm nhìn thẳng, bình thản nói. Sau đó không lâu, Vương Lâm rời khỏi cửa hàng của nhà họ thương. Vương Lâm đưa cho Lý Đàn Nam 10 viên thượng phẩm linh thạch rồi nhanh chóng ra khỏi Minh Mương Thành. Bên trong cửa hàng của nhà họ thương đúng là có mặt tuyết dịch, nhưng thực sự là quá đắt. Vương Lâm tính toán một chút, toàn bộ linh thạch có trong người chỉ sợ cũng chỉ có thể đổi được hai hay là ba mặt tuyết dịch mà thôi. Giá cả như vậy đúng là vượt xa ngoài dự đoán của Vương Lâm. Hắn không nghĩ tới mặt tuyết dịch này không ngờ lại là một trong những vật liệu cao cấp nhất trong tu chân giới. Cổ thần đi qua từng tinh cầu Siêu tập mặt tuyết dịch này tự nhiên cực kỳ đơn giản, nhưng mà đối với tu sĩ, mặt tuyết dịch này lại vô cùng hiếm hôi mà. Nghe lời nữ tử kia nói Dược ấy là dược tẩm bổ nguyên thần tốt nhất Lúc đoạt xá nếu như có một chút mặt tuyết dịch này Thì có thể làm cho tốc độ dung hợp nguyên thần nhanh hơn gấp mấy lần Thậm chí lúc nguyên thần xuất khiếu Nếu trong miệng có ngậm một chút mặt tuyết dịch này Thì có thể duy trì nguyên thần không bị tiêu tan Cho dù bị thương nặng đến đâu Cũng có thể giữ nguyên thần quay lại cơ thể Vườn lầm ánh mắt lóe lên Tìm được một vách núi bên ngoài Minh Mân Thành khoanh chân tĩnh tọa thân thức tản ra im lặng kêu gọi tiêu độ năm. Ít lâu sau, Tư đồ nam truyền lại lời phản hồi Ta muốn mặc thuốc dịch trong cửa hàng nhỏ họ thương ở Minh Mương Thành Vương Lâm truyền ra thần niệm Tư Độ nam bên kia lập tức cười ha hả, ngắt liên lạc Trên giao dịch tin này có tổng cộng 9 tòa thành Sau 3 ngày có một tin tức kinh thiên động địa điên cuồng lan truyền ra Thiên địa thành đang bị một người bí ẩn cướp bốc Người này nhãn quan rất tin tưởng Những vật bị lấy cắp đều là bảo vật của các cửa hàng thậm chí cả những cửa hàng bố trí rất chắc chắn cũng không ngoại lệ đều bị cướp sạch phủ của tựu liên thành chủ cũng gặp nạn giống như vậy nếu chỉ một thành thôi thì cũng không nói gì nhưng sau đó cho tới đêm ngày thứ ba cả chính thành trì bao gồm cả minh mân thành toàn bộ đều bị nhân vật thần bí này cướp sạch một lượt người này bản lãnh cực cao cho dù bị rất đông tu sĩ bao vây cũng dễ dàng đối phó cuối cùng năm vấn đỉnh tu sĩ trong chính tòa thành phẫn nộ liên thủ muốn tiêu diệt người này trận chiến này nhân vật thần bí kia đã khiến cho mọi người chấn động. Năm vướng đỉnh tu sĩ toàn bộ thua chạy, nhân vật thần bí kia ung dung rời khỏi. Thực lực cấp độ này chỉ có bản lãnh trên vấn đỉnh trong truyền thuyết âm dương nhị ý, cảnh giới toái niết mới có thể đạt tới. Người này đi tới chỗ nào cũng như châu chấu ăn che cả mặt trời, không ai dám động tới, tất cả đều tránh xa. Ba ngày này Vương Lâm Thủy chung vẫn ngồi trên vách núi, nhìn về hướng Minh Mưng Thành. Đến ngày thứ ba khi trăng đã nhô lên cao, Vương Lâm khóe miệng mỉm cười Hắn vỗ túi trữ vật Lấy cái mũ rơm ra đội lên đầu Chỉ thấy xa xa một thân ảnh như sấm sét Gào thét mà đến Ở phía sau có vô số tu sĩ Như che phủ đất trời gắt gao truy kích <laughs> Bọn tiểu tử kia Lão tử đâu phải đàn bà đâu Mà các ngươi đuổi theo lão phu làm gì chứ Hay là lại đến để cho ta cướp hả Tư độ nam cười lên vang dội Khi đi ngang qua vách núi chỗ vương lâm Tư độ nam đưa tay phải chụp một cái bốn phía thân mình vương lâm lập tức bị một luồng lực lượng mạnh mẽ bao phủ cả người hóa thành sao băng bay tới bên người tư đồ nam tư đồ nam vỗ vào túi trữ vật cười ha hả rồi nói lão tử thu hoạch được nhiều lắm nha chúng ta đi thôi nói xong ông ta mang theo vương lâm bay nhanh mà đi Trên cuộn tắc đứng lại phía sau tư đồ nam là từng trận tiếng gạo thét giận dữ Câu này trừ khi là đầu lão phu có vấn đề Nếu không làm sao có thể nghe theo các ngươi mà ngoan ngoãn đứng lại chứ Tuy nhiên ta cũng học thử học một lần xem sao Các ngươi nghe rõ đây Lũ chỗ kia không được đuổi theo Tư độ nam kiệt ngạo cười to Mang theo vương lâm Thân ảnh nhanh như tia chớp Hướng lên trời xuyên qua khí quyển Hóa thành hai luồng sáng tiến thẳng vào tinh khung Những cửa hàng trên giao dịch tinh này bảo vệ rất chặt Nếu họ phái cầu thủ đến Lão tử đối phó cũng rất phiền toái nha Tranh thủ trong thời gian ngắn cướp cho bọn họ không kịp trở tay Loại chuyện như vậy Năm đó lão tử và dịp vô ưu cũng thường xuyên mà làm <laughs> Tư đồ nam có chút đắc ý Sau khi đi vào tinh khung Vương Lâm lấy ra tinh la bàn Hai người bay nhanh mà đi Bọn người của giao dịch tinh đuổi theo một đoạn Cũng đành phải bỏ qua Dù sao người có được tinh la bàn cũng không nhiều Hơn nữa bản lãnh của đối phương lại quá cao cường Miễn cưỡng đuổi theo cũng chỉ là liều mạng mà thôi Mặt thuyết dịch của ta Ông có lấy được không vậy Vương Lâm tuy không trực tiếp tham dự, nhưng mặt tuyết dịch này lại là thứ mà hắn yêu cầu, vì vậy cũng coi như gián tiếp đồng lõa. Tư độ nam cười ha hả, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình nhỏ đưa cho Vương Lâm, rồi nói <laughs> cho người đó, bình trong có vẻ cũng như khá nhiều á nha Vẫn cầm tiểu bình trong tay, tư độ nam vội vàng xem xét chiến lợi phẩm trong túi trữ vật Ngắm nghía một chút, trên miệng lộ ra vẻ đắc ý <laughs> Lần này thu hoạch thiệt là không thổi nha, hơn mấy lần so với trước kia Vương Lâm nhận lấy, thưởng thức đảo qua, trong mắt hiện lên một vẻ trầm ngâm. Việc cướp đoạt này cũng không tội, ngày sau nếu có cơ hội, ta cũng phải đi cướp đoạt một phen mới được. Trong lòng Vương Lâm thầm quyết định. Bên trong tinh không cũng không phải là một màn hắc ám, thi thoảng có thể nhìn thấy những vật kỳ dị rực rỡ rất nhiều màu sắc. Những vật này mỹ lệ đến độ người khác thường chỉ cần liếc mắt một cái là tâm thần liền chấn động. Sau đó ở trước mặt Vương Lâm hiện ra một đám tinh vân trông như một con sứa cực lớn, Tư Độ Nam nhìn đám tinh vân than nhẹ một tiếng rồi nói à, Dương Lâm nào, ta phải rời khỏi rồi Vương Lâm trầm mặt, lẳng lặng nhìn đám tinh vân, nói Pháp bảo có đủ không vậy? Tư Độ Nam cười ha hả rồi nói <laughs> Vẫn chưa đủ đâu, tuy nhiên mà trên đường đi Ta vừa đi vừa cướp, lúc nào đến nơi là sẽ đủ thôi mà Ông ta nói xong chỉ đám tinh vân lại nói ta và dịp vô ưu năm đó gặp đám tinh dân này liền chia ra làm hai đường Nơi ta đến khác xa thiên dựng tinh Bây giờ ta với ngươi chia nhau mấy thứ đồ vật nè Tư đồ nam nói xong vỗ túi trữ vật Lập tức một đạo bạch quang từ trong túi trữ vật bay ra Dừng ở trên hư không hóa thành một thanh quan kiếm rất lớn Tư đồ nam thân mình nhoáng một cái Liền đứng lên thân quan kiếm Quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nói vương Lâm, ngươi không quen cuộc sống trên thiên dẫn tinh, mọi sự đều phải thật cẩn thận à. Nhưng mà cũng không được đánh mất gạo khí của tu sĩ Chu Tước Tinh ta Nếu có gì không ổn hãy đến Phượng Loan Tinh tìm ta Có lão tử thì ai cũng không dám chọc giận ngươi đâu Vương Lâm nhìn đám tinh vân Trước sau không hề nhìn về phía tư đồ nam Yên lặng gật gật đầu Nói Ông cũng cẩn thận đó Nếu có gì không ổn hãy qua thiên trận tinh tìm ta Có ta thì ai cũng không dám động đến ông đâu Tư đồ nam cười to rồi nói <laughs> Tiểu tử giỏi lắm đó Được nếu có một ngày ta gặp khó khăn Lão tử sẽ đến tìm ngươi nương tượng à nhưng mà nếu là cái miếu nhỏ như ngươi thì ta sẽ không đến đâu đó Kiểu như là lập ra một cái tông phái cỡ như thiên vận tông Đến lúc đó lão tử lại làm đại trưởng lão cho ngươi nha Nói xong tư đồ nam hít sâu Lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái Lần đầu tiên lấy giọng điệu nhẹ nhàng Nói Vương Lâm Bảo trọng nha à. Nói xong quan kiếm dưới chân của gã hóa thành một đạo cầu vùng Bỗng nhiên biến mất tại chỗ Tư đồ nam Bảo trọng Vương Lâm quay đầu nhìn về hướng tư đồ nam biến mất. Trong tinh không này, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn đứng trên tinh la bàn yên lặng nhìn. Hồi lâu sau Vương Lâm than nhẹ, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn. Từ khi hắn bước vào con đường tu chân, tư đồ nam đã cùng với hắn kết bạn, ân tình rất sâu đậm. Tuy nói phần lớn thời gian tư đồ nam đều ngủ say, nhưng Vương Lâm thông qua thiên nghịch châu cũng có thể cảm thấy được rõ ràng tư đồ nam đang tồn tại. Trong mắt hắn, tư đồ nam thực sự không khác gì sư phụ, Lúc này đây chính là ly biệt thực sự Trong lòng Vương Lâm phiền muộn vô cùng Không biết cuộc đời này Còn có ngày gặp lại hay không Vương Lâm yên lặng đứng thật lâu Sau đó phất ống tay áo Quỳ xuống trên tinh la bàn Hướng về nơi tư đồ nam biến mất khấu đầu Dương Lâm ta cuộc đời này không bái thiên địa Không kính quỷ thần Chỉ bái cha mẹ Chỉ kính tư đồ nam Vương Lâm đứng dậy Kiềm chế nỗi phiền muộn trong lòng Tinh la bàn dưới chân nhón một cái Hướng về phía xa bay đi Hướng đi của hắn và tư đồ nam Một đông một tây ngày càng xa nhau Sau khi vương lâm rời khỏi Chỗ hai người chia tay lóe lên một đạo bạch quang Thương ảnh tư đồ nam đứng trên đám bạch quang Nhìn vương lâm than nhẹ à, Không tôi luyện tàn khốc Không thể trở thành tu sĩ thực sự mà Dương lâm nè Năm đó ta đưa ngươi vào ma đạo Chính là bởi vì ma đạo phù hợp nhất với nguyên tắc sinh tồn Sau khi ngươi trưởng thành Từ ma đạo đi ra Đi theo con đường của chính mình Ta không thể ở lại bên cạnh ngươi bởi vì ngươi nói ta và ngươi không giống nhau Lão Phu là ma Từ trong ra ngoài đều là ma cả mà Tư độ nam liếc mắt nhìn sâu vào chỗ vương lâm biến mất Thì thào lẩm bẩm Ai, Tiểu tử Tạm biệt nha Gã thở dài một tiếng Rồi biến mất cùng với đám bạch quan Tinh không rất lớn Nếu không có tinh đồ Bên trong tinh không khó lượng này Việc bị lạc đường không phải là không có Tinh đồ chỉ vị trí của thiên vận tinh năm đó Thiên vận tử đã từng đưa cho Vương Lâm một chiếc Tinh đồ này chỉ cực kỳ tỉ mỉ Ghi rõ ràng đường từ chu thức tinh đến thiên vận tinh như thế nào Vương Lâm khoanh chân ngồi trên tinh la bàn Một mạch bay nhanh mà đi Dọc đường đi hắn cũng không nhàn rỗi Mà đem khung một thạch và mặt tuyết dịch Dựa theo phương pháp luyện khí kế thừa từ cổ thần tế luyện lại tinh la bàn Dọc đường tuy tốc độ đi không nhanh Nhưng việc tế luyện này trước sau vẫn luôn tiến hành trên tinh la bàn giờ phút này bị một đám hậu quang màu xanh bao phủ bên trong đám hậu quang, lờ mơ thấy được một vật trông như một cái cây khô liên tiếp vươn ra rậm rạp quấn quanh tinh la bàn vật kỳ dị này chính là do khung một thạch tiến hóa mà thành quá trình này kéo dài trong ba tháng thời gian ba tháng chỉ đủ làm cho sự kết hợp giữa tinh la bàn và khung một thạch có được một chút thành tựu mà thôi cổ thần luyện bảo vật loại luyện thể nào cũng đều đòi hỏi thời gian rất dài Đối với cổ thần không có khái niệm thời gian Mỗi lần tế luyện thường kéo dài trăm năm Thậm chí cửu tinh cổ thần kia một khi luyện bảo Thì khoảng thời gian ngàn năm cũng chỉ trong nháy mắt Vương Lâm tính toán thời gian một chút Nếu mà cứ như vậy chỉ sợ đến lúc tới được thiên vận tinh Tinh la bàn này cũng không thể luyện thành Sau khi trầm ngâm ít lâu Hắn bỏ qua quá trình dung hợp Lấy một chút thành tựu này cho thêm mặt thuốc dịch vào Tiến hành quá trình tế luyện cuối cùng lại mấy tháng thoáng cái đã qua đi Vào một ngày có một giải ngân hà lóe ra trong tinh khung Giải ngân quang này nhìn tổng thể giống như một con bạch lông Hình dáng thôn dài làm tốc độ của nó không gì có thể cản nổi Thế như trẻ tre gào thét mà qua Phía trên giải ngân quang này có một người đang đứng Người này tóc dài bay phất phới Có một đôi mắt sâu xa đầy vẻ thâm trầm Mặt hắn như được điêu khắc, nét mặt phân minh Trên người mà áo dài màu trắng giờ phút này đang phát ra tiếng ào ào như bị một cơn cuồng phong thổi vào người này làn da hơi ngâm đen nhưng làm cho người ta thấy một vẻ uy nghiêm đầy nghị lực tràn trề sức sống hắn chính là vương lâm hành trình ở trong tinh không hướng đến thiên vận tinh đã kéo dài hơn nửa năm rồi trong thời gian nửa năm này vương lâm đã có những biến đổi rất lớn màu da hắn không còn trắng nõn như khi ở chu thước tinh nữa mà đã biến thành hơi ngâm đen đây là do một vài sức mạnh kỳ dị bên trong tinh không gây ra còn con ngưng lông dưới chân quán chính là tinh la bàn kia được tế luyện mà thành. Dùng ký ức của cổ thần độ ti luyện chế tinh la bàn, dùng khung một thạch để biến đổi hình dáng, lại lấy mặt tuyết dịch làm cho sự dung hợp được triệt để, cuối cùng có được một sự biến hóa thần kỳ. Hình dáng con ngưng lông này là của một loại viễn cổ yêu thú tên gọi là thu hát trong ký ức của cổ thần độ ti. Tốc độ của nó có thể nói là tuyệt đỉnh. Lấy hình dáng của loại này, tốc độ không thể so sánh được với những con thú thực nhưng cũng có thể nâng cao tới một cấp độ không thể tin nổi. Dựa vào trí nhớ của cổ thần đồ ti, tinh la bàn thực sự cần phải có máu của loại thu hát để làm chất dẫn, nhờ đó mới có thể phát huy được tốc độ lớn nhất. Lúc này tốc độ của con ngân lông dưới chân vương lâm so với vấn đỉnh tu sĩ cũng gần như không kém chút nào. Trong tinh không, ngân quang lóe lên hướng về phía xa bay đi, biến mất hoàn toàn. Thời gian trôi vụt qua, lại thêm nửa năm nữa. Vương Lâm ở trong tinh không một mình bay đi đã được một năm rồi. Dọc đường đi, các loại tinh vân kỳ dị Vương Lâm nhìn thấy rất nhiều. Lúc mới bắt đầu thì tập trung xem xét, đến cuối cùng thì gần như cũng chỉ liếc qua. Khoảng cách tới thiên vận tinh ngày càng gần. Vương Lâm dựa theo tinh độ trong đầu tính toán, lúc này hắn đã đi được gần một nửa lộ trình rồi. Trên đường đi, Vương Lâm thấy được rất nhiều tinh cầu. Những tinh cầu đó, nơi thì có người tu chân, nơi thì hoang dã, không có bóng người thậm chí còn có những nơi ác liệt đến cực điểm từ bên trong truyền ra từng trận hung khí dáng vẻ ngạo mạn ngất trời ngoài ra vương lâm còn biết được bên trong tinh không còn có một loại người bọn họ là những tu sĩ bị phỉ nhổ loại người này được gọi là biên duyên tu sĩ những tu sĩ này hàng năm phân ra khắp tinh không bản lãnh mỗi người cũng không hề kém bọn họ cướp đoạt của tất cả những người gặp phải vương lâm dọc đường đi cũng gặp được vài người nhưng mà những người này nhìn thấy được bản lãnh cũng như kinh nghiệm của đối phương cực kỳ phong phú sau khi nhìn thấy vương lâm cũng không dám bước tới ngăn cản nhưng cũng có một biên duyên tu sĩ đuôi mù cũng là anh biến sơ kỳ sau một trận đánh với vương lâm đã trọng thương rồi bỏ chạy ở trong tinh không kẻ yếu không thể sống sót vương lâm sau khi chiến đấu với biên duyên tu sĩ kia không hề thu lại khí tức mà đem toàn bộ khí tức phát ra nhất là trong đó lẫn chứa sát khí ngập trời của bổng tung sát khí này hình thành nên một trường khí rất là lớn những nơi đi qua giống như bị gió lạnh thổi tới làm cho người ta nhìn thấy mà ghê người kể từ đó biên duyên tu sĩ khi nhìn thấy thường lập tức tránh đi không dám tùy tiện trêu chọc cứ như vậy vương lâm bay thẳng một mạch giống như một viễn cổ mảnh thú giáng lâm vậy thời gian lại trôi qua trong nháy mắt đã lệ hết một năm nữa Lúc này Vương Lâm đứng trên ngưng lông, trước mắt hắn có thể thấy một tinh vực được bao phủ bởi một màn sương màu xanh nhạt. Ở nơi đó có một tinh cầu màu tím sẫm cực lớn tỏa ánh sáng lấp lánh ra bốn phía, nhìn qua trông giống như là thủy tinh, làm cho người ta thấy lóa cả mắt. Ở xung quanh tinh cầu to lớn này có năm tinh cầu nhỏ. Chúng xoay quanh bốn phía tinh cầu lớn, càng ra phía ngoài lại càng có nhiều tinh cầu nhỏ hơn nữa, rải rác khắp xung quanh. Trên mặt phát ra từng trận sóng pháp lực hiển nhiên là có tồn tại trận pháp cấm chế ánh mắt vương lâm nhìn tinh cầu màu tím sẫm kia trong mắt hiện lên một tia hưng phấn nơi này chính là điểm cuối cùng trong tinh đồ của thiên vận tử để lại năm đó thiên vận tinh giờ phút này trong mắt vương lâm thiên vận tinh này quá lớn chu thức tinh so với tinh cầu này thực sự là nhỏ bé không đáng kể hơn nữa lúc này cho dù đang ở tại đây nhưng mà hắn cũng có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm từ trên thiên vận tinh phát ra dày đặc nước thực sự đặt chân lên thiên vận tinh thì mức độ nồng đậm của linh lực chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi chu tước tinh còn xa mới có thể sánh bằng năm đó thiên vận tử đã từng nói chu tước tinh gần như là một tinh cầu bỏ đi giờ phút này trong lòng vương lâm tin tưởng không thể nghi ngờ nhìn đến thiên vận tinh tâm thần vương lâm chấn động cứ như sóng lớn cuồn cuộn ngất trời cảnh tượng này giống như năm đó hắn còn chưa tu tiên từ sơn thôn lần đầu tiên đi ra thị trấn vậy lẳng lặng nhìn thiên vận tinh ở phía xa trong lòng vương lâm hăng hái dâng trào mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị lặng lẽ tự nhủ thiên vận tinh dương lâm ta đến đây vương lâm hít sâu vẫn chưa tiến lên mà bước về phía sau một bước cả thân người cùng với ngân long hóa thành một đạo ngân quang gào thét lập tức lùi về phía sau sau ba ngày hắn đến một ngôi sao nhỏ hoang dã tại đó thân mình vương lâm nhoáng lên một cái phân thân và bổn tung tách ra Bụng tung không nói hai lời, cả người hóa thành một đạo khí đen nhảy thẳng lên ngôi sao nhỏ, xuyên qua khí quyển xuống đến mặt đất, ngồi khoanh chân thủ nạp. Trên thiên vận tinh có rất nhiều cao thủ, không chừng sẽ có người nhận ra bụng tung là thân thể của cổ thần. Để đề phòng bản nhất, vương lâm để lại bụng tung, sau đó quay đầu hướng về thiên vận tinh mà bay đi. Bốn phía thiên vận tinh bị màn sương xanh bao phủ, màn sương này không đậm, phân tán ra xung quanh, từ xa nhìn lại như thể thiên vận tinh được bao trùm bởi một tấm rèm xanh bên trong màn sương xanh này có rất nhiều điểm sáng giống như những ngôi sao lúc sáng lúc tối lấp lánh xen kẽ ở chính giữa thiên vận tinh màu tím sẫm kia giữa phút này linh lực vô biên không ngừng khuếch tán ra khiến cho đám sương mù giống như nước sôi ùn ụt cuồn cuộn dữ dội hiện ra một hình ảnh quỷ dị không ngờ thân mình vương lâm dừng lại bên ngoài bức màn sương ánh mắt hắn chớp động nhìn chằm mang sương mù một cảm giác nguy hiểm tự nhiên dâng lên trong mạng sương này ẩn chứa một dao động Của tính hủy diệt nếu tùy tiện xâm nhập chắc chắn sẽ bị công kích thiên trưởng tinh ngày nay không biết là tu chân tinh cấp mấy nữa không ngờ lại có mạng sương trưởng pháp hùng mạnh bực này hơn nữa bốn tinh cầu nhỏ bốn phía lần lượt đều có những trưởng pháp khác nhau càng không cần phải nói đến những tinh cầu nhỏ hơn ở xung quanh trong khi vương lâm đang cứng nhắc bỗng nhiên ánh mắt lóe lên thân mình lập tức lùi ra sau trăm trượng tập trung nhìn vào bên trong màn xương chỉ thấy mạng sương phía trước cứ như bị một cái bàn tay vô hình khuấy động từ chính giữa phân ra làm hai tản ra hai bên cùng lúc đó một thanh niên mảo choàng lụa màu đen từ bên trong ung dung bay ra người này tướng mạo tầm thường ánh mắt bình tĩnh quét mắt liếc nhìn vương lâm một cái bình thản nói có thông điệp không giọng điệu gã tuy bình thản ánh mắt tuy bình tĩnh cả thân người mặc dù làm cho người khác cảm thấy xấu xí nhưng trên hết trong mắt người này kỳ dị phát ra một luồng khí tức cuồng ngạo còn hơn cả ngạo ý trên thân thể cái ngạo mạng này của gã không cần phải thể hiện ra mà thực sự đã ăn sâu vào trong xương tủy rồi vương lâm liếc mắt nhìn người này một cái lắc đầu nói không có thanh niên kia sắc mặt như thường không có chút biến đổi nói có được mời không vương lâm chậm ngâm ít lâu vẫn lắc đầu như cũ thanh niên kia nhìn vương lâm chậm rãi nói không có thông điệp Không có lời mời Xin rời khỏi đây cho Nói xong gã xoay người lại Đi vào trong mạng xương Phía sau gã mạng xương dần dần khép lại Người mời ta là thiên dựng tử tiền bối Vương Lâm ánh mắt lóe lên Chậm rãi nói Thanh niên kia dựng chân lại xoay người Nhìn Vương Lâm ánh mắt trở nên cổ quái Ít lâu sau gã bỗng nhiên nói Người đến từ chu tước tình hả Vương Lâm ngẩn ra liếc nhìn người này một cái rồi gật gật đầu Thanh niên kia khóe miệng mỉm cười cổ quái, vùng tay phải lên, sương mù bốn phía lập tức cuộn lên dữ dội, giống như xúc tu của giao long liên kết với nhau, tạo ra từng trận gào thét xé gió, lập tức hướng về phía Vương Lâm mà phóng tới. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, thu hồi ngưng long tinh la bàn, bước về phía trước, chỉ thấy những xúc tu của giao long này trong nháy mắt đã xông đến Vương Lâm, lập tức dung nhập vào nhau ở trước người Vương Lâm. Chỗ hắn vừa bước tới, bỗng nhiên hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh. Một bước này của Vương Lâm đã giảm lên trên chui kiếm. Đa tạ. Vương Lâm thường sắc như thường bái tạ. Thanh niên kia ánh mắt lại càng kỳ quái nhìn Vương Lâm. Sau đó ánh mắt của gã nhìn thanh kiếm dưới chân Vương Lâm ôm quyền, nói. Tiến vào đi, thiên dẫn tử tiện bối đã chờ ngươi lâu rồi. Người này nói xong, chỉ thấy màn xương xanh kia lập tức tản ra, hình thành một thông đạo rất dài, chạy thẳng vào sâu bên trong. Vương Lâm thân mình khẽ động, thanh kiếm dưới chân của hắn chợt lóe lên, đưa Vương Lâm hướng về Thiên Vận Tinh phía xa bay tới. Trong khi bay, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. Người này biết được ta đến từ Chu Tước Tinh, còn nói Thiên Dựng Tử Thiên Bối đã chờ ta lâu ngày rồi. Phải chăng Thiên Dựng Tử Thiên Bối biết được Thiên Địa Thần Thông, tính được ta sắp đến? Nếu đúng là như vậy, bản lãnh của Thiên Bối có thể nói là thông thiên mà. Trong khi Vương Lâm trầm ngâm, thanh kiếm dưới chân hóa thành một đạo cầu vùng hướng về phía Thiên Vận Tinh bay đi. Ít lâu sau, Thiên Vận Tinh trong mắt Vương Lâm càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần cả người hóa thành một đạo thanh quang xuyên qua khoảng không tiến vào thiên vận tinh gió mạnh như một lưỡi dao sắc quét vào mặt tuy nhiên thanh kiếm dưới chân vương lâm cũng tỏa ra từng luồng thanh quang dịu dàng khiến cho gió mạnh được giữ ở một mức độ nhất định cả người vương lâm được thanh quang bao phủ lóe lên xuyên qua gió mạnh tiến vào thiên vận tinh ở giữa không trung vương lâm thả mắt nhìn xuống khắp nơi trên mặt đất đều bị một loại thực vật màu tím bao phủ Loài thực vật đầy có lá cây to lay động theo gió Truyền ra từng trận tiếng động rầm rầm Một cảm giác xa lạ dâng lên trong tim Vương Lâm Hắn than nhẹ một tiếng Thanh quan dưới chân lóe lên Hướng về phía xa bay đi Trường kiếm do mạng sương xanh hóa thành Không phải là do Vương Lâm khống chế Mà tự động bay đi Nó mang theo Vương Lâm bay nhanh mà đi Quãng đường đến Thiên Vận Tông không xa lắm Chỉ sau ba nén hương Thiên Vận Tông đã xuất hiện ở trước mặt Vương Lâm rồi Vương làm ánh mắt chớp động, thân mình từ trên thanh kiếm nhảy xuống, đứng trên mặt đất. Thanh kiếm kia chợt lóe lên rồi biến mất. Thiên Vận Tông ở giữa một vùng đất hùng hoang phía đông của Thiên Vận Tinh. Thập vạn đại sơn bị bao phủ dày đặc, tràn ngập mây mưa sương mù. Từ xa nhìn lại giống như bị một chiếc khăn che mặt, làm cho người ta không thể thấy rõ diện mạo. Một tòa cung điện rất lớn lơ lửng ở giữa không trung, lẳng lặng sừng sững tỏa ra kim quang dịu dàng. Ở dưới cung điện là hàng loạt những khối đá tạo thành những bậc thềm lơ lửng uốn lượn, trực tiếp hạ xuống bên trong ngọn núi lớn phía dưới. Nơi đây chính là sơn môn bên ngoài Thiên Vận Tông. Lúc này từng đạo kiếm quang từ trong Thiên Vận Tinh không ngừng bay qua bay lại, tới lui cực kỳ nóng nhiệt. Vương Lâm đứng ở bên ngoài thập vạn đại sơn, nhìn cung điện lơ lửng giữa không trung ở phía xa, lặng lặng hồi lâu, hít sâu, nâng chân bước về phía trước cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang chực lóe lên bay nhanh về phía trước không lâu sau vương lâm đi tới phía trên một ngọn núi lớn đang lúc hạ xuống bỗng nhiên thượng sắc hắn khẽ động thân mình dừng lại lơ lửng giữa không trung nhìn về phía xa xa người đang đến hãy dừng lại một thanh âm nhẹ nhàng từ xa theo hư không truyền lại thanh âm này rất nhẹ không có chút nóng giận truyền vào tai nghe không ra là nam hay nữ vương lâm cung kính ôm quyền cất cao giọng nói Dương Lâm từ chu thức tin đến bái kiến thiên dẫn tử tiền bối. Dương Lâm, tôn giả đại nhân đã biết được việc của ngươi đến đây rồi, nhưng muốn gia nhập thiên dẫn tông ta, cho dù là đệ tử tầm thường cũng phải qua tam quan chi lễ, ngươi có chấp nhận hay không? Vương Lâm vẻ mặt nghiêm túc, không trực tiếp trả lời mà hỏi. Không biết tam quan là những cửa gì vậy? Cửa thứ nhất là nhân giá quan, cửa này khảo nghiệm đạo tâm của ngươi. Cửa thứ hai là địa chi quan, khảo nghiệm bản lãnh của ngươi. Cửa thứ ba là thiên chi quan Khảo nghiệm ý cảnh của ngươi Chỉ có qua được ba cửa này Thì ngươi mới có đủ tư cách trở thành đệ tử của thiên vận tông Ngươi có dám hay không Thanh âm kia trước sau vẫn bình thản, Từ từ truyền đến không có chút nóng giận nào Tiếng nói vừa dứt Hàng vạn đạo tinh quang tự hư không bốn phía lập tức lóe lên Nhanh chóng ngưng kết lại với nhau Thành một cái vùng sáng hình bầu dục Vùng sáng này bay trước người Vương Lâm Vương Lâm mỉm cười, thông dung, nói có gì không dám chứ nói xong hắn bước về phía trước trực tiếp bước vào bên trong cái vùng sáng phía trên một ngọn núi lớn bên trong thiên vận tung có một cây bồ đề tán cây này rất lớn từ xa nhìn lại giống như một cái ô cực lớn làm cho người ta nhìn thấy liền dâng lên một cảm giác sùng bái lúc này bên dưới cây đại thụ có ba người đang đứng người đang đứng trước là một lão già người này mặt mũi hiền lành đầu bạc phức phơ nhưng trông cũng không có vẻ già lắm. Ngược lại có cảm giác hai mắt người này so với một vài người tráng niên lại càng sáng hơn nữa. Nhất là lông mày cứ như là hai con bạch lông từ đuôi mắt rủ xuống, theo gió thổi qua chậm rãi đung đưa. Ánh mắt ông ta nhìn ra xa, lộ ra vẻ sâu sắc. Có hai người cung kính đứng phía sau ông ta. Hai người này thoạt nhìn ước chừng trên dưới 30 tuổi, trong đó có một người vẻ mặt tươi cười, nhìn qua cực kỳ hiền lành. Người còn lại vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, đứng ở đó không hề nhúc nhích. Sư Tôn nào, người này chẳng qua chỉ là ký danh đệ tử thôi, cần gì phải qua ba cửa ải nhập môn vậy? Người có vẻ hiền lành liếc nhìn lão giả đứng trước, thấp giọng nói. Lão giả ánh mắt như điện nhìn vào khoảng không phía xa, ít lâu sau từ từ nói. Đây là người mà năm đó di sư động lòng, có ý muốn thu nhận. Qua mấy trăm năm có thể đạt tới được bản lãnh như vậy, quá là không đơn giản nam tử vẻ mặt hiền lành kia mỉm cười nói có thể lột dọn mắt sư tôn đó chính là phúc phận của hắn rồi đâu hắn qua được ba cửa ải này hãy dẫn hắn tới tử dân các. lão già lại thoáng nhìn vào khoảng không thân mình khẽ động bước về phía trước biến mất tại chỗ người có tướng mạo hiền lành cùng với thanh niên vẻ mặt lạnh như băng hai người đồng thời vân mệnh cúi đầu cung kính tiễn lão già rời khỏi tử dân các hả Thú vị nha Thanh niên vẻ mặt lạnh như băng kia khóe miệng cười lạnh, nói chu sư đệ, tại sao lại thú vị vậy? Người hiền lành kia xoay người nhìn thanh niên hỏi chu Đại sư Huynh, Huynh đang thử đệ phải không vậy? Tử hệ các đâu phải là nơi những ký danh đệ tử tầm thường có thể đến chứ Huynh ở tử thiên các, đệ ở tử mộng các Đều là những nơi chỉ có đệ tử chân chính của sư tôn mới có thể ở thôi Chỉ sợ dùng không được bao lâu Tử dân các ngày trước sẽ đổi tên thành tử lâm các mới phải đó. Thanh niên hội chu lạnh lùng, nói. Người có vẻ mặt hiền lành kia mỉm cười, nói. Vương lâm này cũng thật sự tài giỏi nha. Có thể làm sư phụ động lòng, thu làm đồ đệ cũng là hợp lý mà thôi. Sư huynh đệ chúng ta lại có thêm một người, chẳng phải là chuyện vui hay sao chứ. <laughs> Đại sư huynh đừng nên nghĩ một đằng rồi lại nói một nẻo nha. Thanh niên hỏi chu hừ nhẹ một tiếng, vung tay áo, xoay người rời khỏi. Giờ phút này chỉ còn lại một mình thanh niên hiền lành. Giả bình thản nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ ra một vẻ khó hiểu, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tử dân các, sự sắp xếp của sư tôn thật thú vị mà. Tôn dân sư đệ, xem ra tấm lòng sư tôn đối với người thực sự không còn chút nào rồi. Lại nói đến Vương Lâm, sau khi bước vào trong vùng sáng, trước mắt lóe lên hiện ra ở một nơi trắng xóa, Nơi này liếc nhìn không thấy biên giới cứ như tồn tại trong hư vô. Đứng ở nơi đây, một cảm giác cô độc không tự chủ được dâng lên trong lòng. Vương Lâm ánh mắt chực lóe, cảm giác cô độc trong lòng lập tức bị quét sạch. Rất thú vị nha, lúc này không ngờ có thể khiến cho tâm niệm biến đổi. Vương Lâm nhìn bốn phía, thưởng thức đảo qua, điên cuồng quét ngang ra bốn phía. Với thưởng thức anh biến sơ kỳ của hắn quét qua, phạm vi mấy vạn dặm lập tức thấy được rõ ràng. Cửa thứ nhất khảo nghiệm đậu tâm hả? Vương Lâm trầm ngâm ít lâu. Đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa xuất hiện một thân ảnh lờ mờ hướng về Vương Lâm từng bước một đi tới. Vương Lâm tập trung nhìn, thân mình không động đậy. Thân ảnh kia dần dần tiến đến gần, lộ ra một dung nhan xinh đẹp. Nàng chính là Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, khóe miệng mỉm cười vui vẻ. Lặng môi khẽ động, nhẹ nhàng nói cái gì đó, nhưng Vương Lâm một chút cũng không thể nhìn thấy được. Ít lâu sau, Lý Mộ Uyển trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lại tiến lên vài bước. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển này, hạ giọng, nói Đây là cửa thứ nhất sau, đúng là sự biến hóa của đạo tâm, nhưng như vậy thì... Vương Lâm thang nhẹ, hai chân bước về phía trước, cả người hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp đi tới bên người Lý Mộ Uyển, vòng tay qua eo Lý Mộ Uyển, cười, nói <cười> Đậu tâm hả? Lý Mộ Uyển khóe miệng mỉm cười cùng với Vương Lâm dần dần biến mất. Dưới cây bồ đề bên trong thiên vận tung, thanh niên vẻ mặt hiền lành lúc này khẽ a à một tiếng, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Nếu không phải sư tung nhìn lầm người, thì người này cũng là đại trí tuệ mà. Người bình thường khi vào cửa thứ nhất này sẽ có hai loại biểu hiện. Nếu không tỉnh tâm tránh né thì cũng cưỡng chế giải trừ. Người này cũng thật là thú vị nha, không ngờ lại tiếng lên vấn đạo. Thú vị, Cách làm của người này so với tôn dân sư đệ năm đó giống nhau y hệt vậy Tuy nhiên tôn dân sư đệ kiên trì được 67 ngày Không biết dương lâm này sẽ kiên trì được mấy ngày đây Thanh niên vẻ mặt hiền lành kia xoa cầm Khóe miệng mỉm cười một cách khó hiểu Ánh mắt của gã trước sau vẫn bình tĩnh Nhưng bên trong lại hiện lên một tia kỳ dị Ba cửa ải nhập môn của thiên vận tông Chính là do thiên vận tử đích thân bố trí mà ra Phá vỡ hư không để lấy chỗ tạo ra ba cửa ải chỉ cần qua được ba cửa ải này thì sẽ có đủ tư cách trở thành đệ tử của thiên vận tung đây là một quy tắc sắt đá bất cứ kẻ nào cũng không thể thay đổi giờ phút này bên trong nhân chi quan là một bức mạng mông lung như sa mạc che phủ đất trời ở sâu bên trong lại có một nơi giống như bồng lai tiên cảnh ở nơi này chim hót líu lo hàng liễu rủ bóng thi thoảng lại có vài tiếng chó sủa nhưng cũng không làm mất đi sự yên tĩnh của nơi này chỉ giống như là tiếng đánh thức giấc ngủ nhẹ nhàng từng tiếng động chậm rãi vang vọng. chúng bùng lai tiên cảnh này là một sơn thôn trong sơn thôn tuy không nhiều người lắm nhưng đều là láng giềng qua nhiều thế hệ sống với nhau rất hòa thuận ngôi nhà thứ ba ở phía bắc thôn là một ngôi nhà đơn độc tuy đơn sơ nhưng nhìn vào cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái chủ cửa vào có mấy ngọn mau vĩ thảo nở hoa màu hoàng kim điểm xuyến thêm vào đó một chút sắc xuân Bên trong sân có một đám củi khô được xếp chỉnh tề, chất chồng như một ngọn núi nhỏ. Một vài cái ghế gỗ đặt ở xung quanh, mặt bên còn có một cái bàn mặt bằng gỗ. Trên bàn có đặt ấm trà và chén trà. Ở đó một đồng tử đang cầm một con dao khắc nhỏ, cúi đầu khắc lên một mảnh gỗ màu đỏ. Ánh mắt lão già lộ ra vẻ hiền lành mỉm cười, nhìn đồng tử kia thường thái cực kỳ thanh thản. Ít lâu sau đồng tử kia nhíu mũi, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của lão giả, lập tức chạy nhanh vài bước đến người lão giả thanh âm non nước nói người trước cuộc là ai lão già đặt chiến trà xuống xoa đầu đồ đồng tử cười nói <cười> người nói ta là ai thì ta chính là người đó đồng tử đang muốn nói chuyện lúc này một thanh âm nghiêm túc bỗng từ trong nhà truyền ra hổ con đừng có quấy rầy gia gia ngươi nữa đều khắc đi thanh âm này một người đàn ông trung niên vén tấm rèm từ trong nhà đi ra đồng tử không quay đầu lại mà hít sâu nhìn chăm chăm lão già một lát rồi xoay người trở lại vào trong nhà tiếp tục điêu khắc nhưng ánh mắt của gã cũng lộ ra một vẻ vô cùng nghi hoặc người đàn ông kia trừng mắt liếc nhìn đồng tử một cái đi tới bên người lão giả ngồi ở một bên đưa cho lão giả một chén trà nóng rồi nói chà nè, cũng muốn lên núi một chuyến đó lão già trước sau vẫn hiền lành nhìn đồng tử kia sau khi nghe được người đàn ông trung niên nói Hơi gật đầu rồi không nói gì nữa Đi lên núi làm gì Tiếng một người phụ nữ từ ngoài cửa lớn truyền vào Chỉ thấy một lão phu nhân đầu bạc Cầm trong tay xách một cái giỏ rau xanh Đi vào trong nhà Người đàn ông trung niên vội vàng đứng dậy Đi đến nhận lấy rau xanh Nói Mẹ con nghe nhị ngu ở thung đông nói Ngọn núi gần đây nhất không yên ổn Có cập chúng ta tìm lấy vài người cùng đi đến đó xem nếu may mắn sẽ kiếm được một cái tấm da hổ lớn làm áo Lão phu nhân kia hé miệng muốn nói cái gì đó Nhưng cuối cùng liếc mắt nhìn lão già Vẫn thủy chung nhìn cháu nội kia một cái Thở dài, lắc đầu không nói Ngày này qua ngày khác Người đàn ông trung niên kia sau khi ra đi từ ngày đó Thủy chung không có trở về Lão phu nhân nhớ con đến suốt ruột Ngày đêm chờ đợi Cuối cùng cũng chờ đến lúc nhận được một thi thể không trọn vẹn Quá đau khổ mà ngất đi Không còn tỉnh lại nữa bình trung sưng từ đó về sau chỉ còn lại hai ông cháu đồng tử kia luôn cặm cuội điêu khắc lão già kia trước sau vẫn ở một bên mà chăm chú nhìn người đã điêu khắc xong chưa một ngày nọ lão già nhẹ giọng nói chưa tượng điêu khắc này rất khó làm thế nào cũng không thể xong được đồng tử kia ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lão già rồi nói ở đây là lần thứ mấy rồi lão già trầm mặt ít lâu sau đó nói khẽ Đồng tử ngẩng đầu nhìn lão, bình thản nói Lần thứ 83 rồi, lần tiếp theo cũng không còn bao lâu nữa Còn chưa muốn chấm dứt hay sao? Lão già thở dài than vãn Đồng tử ngẩng đầu nhìn không trung, ít lâu sau lắc đầu nói Vì sao phải chấm dứt chứ? Cuộc sống như vậy rất tốt, ngoại trừ rốt cuộc không biết ngươi là ai, luân hồi vô định, mỗi một sự việc xảy ra đều là cố định, không thể biến đổi. Người biết mọi người đã đi thì sẽ không trở về. Người đã trải qua vô số những việc như vậy rồi mà vẫn chưa thể nhìn thấu được hay sao? Rốt cuộc là người đang làm gì vậy? Lão già cầm chén trà đặt ở trên môi, trước sau vẫn chưa uống. Đồng tử thu ánh mắt lại, nhìn lên bức tượng điêu khắc gỗ trong tay. Hồi lâu sau hạ giọng, nói Nên kết thúc hả? không dưới cây bồ đề bên trong thiên vận tung thanh niên vẻ mặt hiền lành lúc này có vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc Gái nhìn chằm chằm vào khoảng không phía xa trong mắt hiện lên một vẻ âm trầm tám mươi ba ngày rồi người này không phải là kẻ đầu đường xó chợ mà năm đó tôn dân sư đệ cũng chỉ kiên trì được có sáu mươi bảy ngày mà thôi ba cửa ở nhập môn nói là khảo nghiệm nhưng thực tế dù là đủ phẩm chất tu đạo thì cũng phải có cơ duyên rất lớn nữa ba cửa ở này một người cả đời chỉ trải qua một lần Là do sư tôn đại nhân hậu phí rất nhiều tâm huyết bố trí mà ra Dương Lâm này không ngờ có thể ở trong cửa thứ nhất 83 ngày Người này không thể lưu lại Vẻ mặt của gã càng thêm âm trầm Ánh mắt lấp loáng khó hiểu Ít lâu sau gã hai tay bấm quyết Từng luồng ánh sáng bảy màu từ trên tay không ngừng lóe ra Phát ra màu sắc rất đẹp mắt Tiểu sư đệ tương lai Để sư huynh trợ giúp ngươi một phen vậy Người này nói xong, hai tay điểm về phía trước, luồng ánh sáng bảy màu lập tức từ trên tay phóng ra, biến mất vào trong hư vô. Hết tập 100 của bộ truyện tiên nghịch, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.